tinh vào là mít. Mấy năm mới có một lượng đẻ mít ngon này đấy. Các bạn ăn đi. Ăn nhất tinh vào. Người là chỉ dám luộc hột mít để ăn người trùng chăn thôi. Còn bọn mình thì cứ ăn thoải mái đi. Thế rồi hết rồi, tay tao mà, tay của tao mà. Này cũng trèo lên mà không được miếng nào. Đây. Quay ra đây. Đấy. Rồi. Đấy, mít ngon nhá. Đấy, ăn đi. Ăn nhiệt tình vào. À, em lấy ra huyền thoại ra rồi. Ăn đi. Rồi. Mít rất là ngon. Thêm muối nữa này. Cái này đã lọc hột rồi nhá. Đây, thôi, mình ra góc này nhanh nhá. Đây. Nói chung là cứ ăn đi. Ăn no rồi thôi. Bữa run bữa dế hôm nay là được ăn mít. Đấy, nhìn ăn rất là ngon phê. Bảo rồi, ngươi là chỉ có hột mít để ăn thôi, mình còn có cùi mít ăn ngon nay mà. Con nào con này cũng được phần. Ăn đi. Nay trời rất là nắng to đấy. Cắn nhẹ nhàng vào tay anh là bữa sau không bóc mít cho ăn được đấy. Đấy. Nhìn ăn. Ăn rồi bụng ăn. Ăn còn để thừa ra riêng mét. Đây nữa. Không tranh nhau nhá, không tranh nhau nhá. Nào mấy em ở trong kia. Ra mít em ơi. Em ơi, ra mít. Anh em, đi ra ăn mít này. Thơm ngon tuyệt vời nha. Còn em kia nữa. Đây, ra đem mít. Anh em, đấy, đi ra đây. Đây. Ăn mít này, ngon tuyệt vời luôn. Đi ra đây. Nhanh lên. Con trong kia nữa, đi ra đây. Anh em, xếp hàng lần lượt đi. Anh em, con nào ra nhanh thì ăn nhiều, ra chậm thì ăn ít. Anh em, con kia sắp vượt rồi. Nhanh lên, đi nhanh nào. Xe ơi, có lên. Đây, phần thưởng cho đứa nào đi nhanh này được khớp trước. Mít ngon. Đấy. Nhiệt tình, mít từ Thanh Hóa Hà Tĩnh này. Ngon tuyệt vời luôn, quả 30 cân. Ăn nhiệt tình mà. Đấy. Nha. Nhìn ăn mà thích thật. Đã bảo rồi, người thì toàn hột mít, mình thì toàn cùi mít ăn. Trời ơi. Còn trong này còn một em nữa. Em nhóc. Thôi, đấy. Hai đứa ăn cho nhau từ từ nhá. Chia nhau mà ăn nghe chưa. Rồi. Đấy là em nhóc này. Ăn mít nào anh cho. Dài đây nhá. Ôi, hết rồi. Tiếp nha. Ê, lại mít tiếp ăn đi. Nào, nền cao cái cổ lên. Đấy. Ăn đi. Tập cho ăn kiểu này cho cao cổ nha. Đấy. Đây. Từ từ, không hết đâu. Hôm nay anh mua cả quả cơ mà. Úi trời, rơi. Đây. Đấy. Đấy. Vào ăn. Đây là sau bụi tre là một em rùa baby đang xây mít. Quá tuyệt vời, ngon. Đấy, quên mất quả đấy chưa bóc hột. Đã bảo rồi, không tranh nhau. Mày ăn một mình đây. Đây, chia đôi nhá. Chia đôi. Cho vào đây. Đấy, cho vào đây. Một con ở đây, một con ra đây ăn. Úi giời, đã bị em này thằng cướp rồi. Úi giời, ôi, tranh nhau. Từ. Đây. Đợi chút, lấy thêm. Đây nha. Bỏ hột ra rồi nha. Rồi, cuốn mít. Đây, vào vị trí bên này. Rồi, cho em này sang bên này. Đấy, ăn thì không tranh nhau. Ăn đi. Đấy, rồi, bên này một ngăn nữa. Đấy, cho em nào bên này. Đấy, ăn đi, cho em này. Chịu, ăn đi. Đấy, không tranh nhau nhá. Nói chung bọn nào không ra thì thiệt, thế thôi. Nha. Này, không tranh nhau, không cắn nhau. Đây nữa, đây. Đấy, ăn đi, từ từ mà ăn. Đây. Trời ơi, ăn như chưa từng được ăn nhỉ. Chiều tao mua thanh long thì giờ hấu cho ăn nhá. Hay hoa dâm bột. Đấy. Ăn nhanh chóng lớn nhá.